Yo, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Vũ Lít và chào mừng các bạn đã đến với phần tiếp theo của Gashington Mod Season 2. Và nếu các bạn cảm thích cái Season 2 và nếu các bạn cảm thích cái series này thì các bạn đừng quên bỏ lại một like và đừng quên chia sẻ video để ủng hộ cho mình nhé. Đó chính là cái động lực rất là lớn cho mình làm thêm những cái video tiếp theo hay hơn. Và các bạn đừng quên là nếu tập này đạt được 50.000 lượt xem với 5.000 like, chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo. Ok, và bây giờ mình sẽ tiếp tục cái cuộc hành trình của mình ở dưới cái hang ấy, và mình chả nhớ cái hang ở đâu nữa. Thôi cứ đi tìm bừa đi. Đây là cái khu nhà của mình đã xây xong. Thật là tuyệt vời đúng không nào? Và những cái con gà bò đã đi hết mỡ rồi. Mình không nhớ cái hang mà mình tìm ở chỗ nào nữa. À đây đây, chỗ này đúng rồi. Nhưng mình cũng không nhớ cái đường xuống à. Thôi cứ đi xuống đi. Mình đi xuống để kiếm lại cái đống sắt. Rồi, mình cứ ăn cái gì mà sao mình cứ ở này. Mình đang cố gắng xuống một cách nào nhẹ nhàng nhất. Nhưng mà chẳng thấy nhẹ nhàng gì, nãy giờ bầm hết cả đít rồi. Ủa? Và cái đường vào lần trước mình đi đường nào ta? Bây giờ mình phải đi theo cái bản tính của một con đàn bà. À nhầm, bản tính của một con người. Trời ơi, không mang gỗ theo à? À có gỗ đây. Từng đây chỉ đủ để làm đuốc rồi đấy. Cái gì đấy? Amulium à? Mình sẽ đi kiếm một ít than để làm đuốc. Ơ mình nhớ là tập trước mình xuống đây mình cũng lấy làm nhiều đuốc lắm mà ta. Thôi cái đào một ít sắt, à một ít bạc nữa. Không biết bạc hay có đào được cái gì không. Đây đây đây, đường đây, đường đây. Đường nào là đúng đắn đây nhở? Hình chắc là đường này rồi. Đường này đúng không nhở? Trời ơi, mình đang đi kiểu mê cung vồn ra. Mình không biết đường nào đúng rồi. Tại vì lần trước mình nhớ mình đi là mình cắm rất nhiều đuốc rồi mà. Sao bây giờ mình không thấy đuốc đâu nhở? Mình chỉ nghe tiếng của bọn lách cách của bọn zombie thôi. Lại aluminium. Giờ mình rất là muốn đào được một đống than để mình làm đuốc cho các cậu xem. Nhưng mà hiện tại là chưa có than cho nên là Velociter gì này, có vàng nè. À copper, đồng á. Đồ đồng chắc là không có mạnh cho nên mình không có đào. Ơ hết tiếng rồi. Có đường lên nữa không ta? Đây dưới đây có gì sáng sáng nè. Đuốc à? Trời ơi mấy cái bây giờ kiếm cái đường mà đi xuống cái chỗ lần trước cũng hơi mệt đấy. Mình đang cố gắng đi tìm ấy. Mấy kia nó sáng quá. Sáng quá. Xem có gì hay ho không nào. Thôi đào ít đồng đi. Bây giờ mình muốn sắt hơn, à mình muốn than hơn cơ. Chắc đi xuống đây nhỉ. Ui mình càng ngày càng đi xuống. Nhưng bây giờ muốn có than quá, bởi vì nó khá là tối. Lúc mình quay mình đã thấy tối rồi, không biết là các bạn có thấy tối hay không. Nhưng mình thấy tối om thế này. Ê kia cái gì. Mấy cái này đi rồi hết này. Tất cả là dối trá đó. Vậy là cái chỗ nào đi xuống nhỉ? Lần trước mình nhớ mình đi thế nào mà đi xuống tít dưới luôn cơ nhỉ? À đây đuốc rồi đúng không? Ô đây đây đây. Hay quá. Đây đây than rồi. Có tiếng zombie. Ây à. Mày này à. Có lợn sữa. Lâu quá không gặp, không biết các bạn có nhớ mình không. Mình nhớ các bạn vãi cả nồi ra zombie ạ. Ok. Được một đống rồi nè. Đây. Cần rất nhiều đuốc đó, 16 cục đuốc rồi chắc cũng đủ rồi nhờ. Kiếm mà chắc để đây, xẻng này không cần rồi, đi tiếp nào. Có đúng lần trước mình đã đi xuống đây không nhỉ? Mình đã từng đi xuống đây chưa nhỉ? Đã từng đi xuống đây chưa nhỉ? Rồi, à, đây, có đường đây nè. Cố lên. Ơ, đây đừng đi lên mà, có xuống đây không ta? Có luôn. Hay lắm, vậy là mình sắp tìm lại cái chỗ mà có mấy cái đường này nhìn quen này. Sắp tìm cái chỗ mà có mấy cái lò than của mình rồi đúng không? Các bạn ơi mình đang bị đau răng nhá, cho nên là mình nói chuyện cái răng nó cứ va vào cái lợi à, không cái răng nó cứ va vào cái má rất là đau. Nên mình nói chuyện nó hơi bị bê đê tí, hy vọng các bạn thông cảm. Đây là đường xuống sâu thế. Ơi, tôi chết. Mày thế tí nữa thì nằm dài cùng với lại thế gian rồi. Ui, cái đây hồi nhiều máu thế. Donut này. Mình sẽ ăn donut để hồi máu. Mình không nhớ tại sao tập trước lại có một cái chỗ sâu như thế này. Rồi mình sẽ đào một trong thời gian chờ đợi. Ôi. Oh shit, đang nói trong thời gian chờ đợi mình sẽ đào một ít than. Anh ngờ sập cái hố tí thì chết. Đây mình sẽ đào ít than đây. Hay thế nhỉ. Mình đang cố gắng đi tìm về lại con đường ngày xưa để đi kiếm kim cương. Trời ơi. Thứ mình cần khác cần. À cái này cũng có cái. Ô vậy là cái chỗ kia đâu ta? Cái chỗ mà mình để cái lò than đâu nhỉ? Đi xuống đây mệt lắm. Đau đớn lắm.
Chỗ này nó than rồi nhỉ? Đây. Chỗ này nhìn quen lắm nè. Hi hi. Đây. Rất nhiều sắt đấy, mình đã quay trở lại và mình lấy đống sắt này rồi, tuyệt vời quá. Và sắt tí nữa nè. Mình sẽ tận dụng được nhiều sắt để làm đồ mà. Cố lên nào anh Vũ. A hi hi. Sắt nè. Tại sao mới chúng mình có thể bỏ bỏ rơi nhiều sắt thế này nhỉ? Mình rất là cần sắt mà. Tại sao mình có thể bỏ sắt được nhỉ? Thật không thể tin được luôn. Ố lại sắt nè. Chứ không biết mình chết ở chỗ nào, bị dung nham nó đè cho nhục cái mặt. Đây mình sẽ cố gắng kiếm mấy cái đồ. Đây đây đây, đây, đây chính chỗ này. Mình nhớ rồi, tập trước bị rớt ở đây chết. Không hiểu lý do tại sao thì ở đây nó có cái dung nham tuyệt vời vậy. Đây tầng mấy ta? Đây là tầng 17 á. Là vẫn chưa xuống nữa đâu. À mấy cái đồ xanh nó rất là mạnh nhá, mình sẽ đào ít cái đồ xanh này về làm. Làm cúp kiếp các thứ á. Cả bây giờ nó chưa có gỗ nên là cũng hơi mệt tí. Tao chắc mình sẽ thám hiểm ở dưới cái hang này xem nó có hay gì hay ho đây. Đào nhanh lên, con lợn. Có được mấy miếng, 5 miếng rồi. Ô, sao đây nó sáng nhỉ? Toàn dung nham này. Lấy cái gì mà bịt lại bây giờ nhỉ? Từ mình sẽ cho bó miếng copper á, thử sắt chứ. Đừng sắt mình sẽ cho nó chung vào với nhau cho nó đỡ bị chia chia. Ui, tối om này. Cho cái đuốc. Tặng các em cái đuốc. Có đường xuống nữa không nhở? Đây đường lên mà đúng không? Mình đang kiếm đường xuống mà tự nhiên mình đi lên làm gì? Cũng chả có gì hết ở đây. Ui, đây có một cái chỗ ở dưới này rất là khắm nhá. Đáng sợ vô ra. Mình sẽ lấy cái gì đó mình cô gái lấp biển vào. Đó. Lấp hết vào. Đó được chưa? Lấp về tí có gì đi vào đỡ bị rơi xuống, bực mình lắm. Lấp gà trên đây nữa. Lấp trên nhỉ? Rồi. Bên kia ở đâu nhỉ? Bên có nước kìa, có nước thì tuyệt vời. Bởi vì đi đây tầng mấy ta? Tầng 12 nè, tầng này là có kim cương ở đó. Tiếng zombie đi linh tinh tinh. Mình nghe tiếng nước xóc xách. Ủa kim cương kìa. Đó mới nói xong. Bây giờ mình cần kiếm nước đó. Đây này vào. Đi kiếm nước rồi quay lại đây sau nhá. Kiếm nước làm cái xô xong đi đào kim cương. Hi hi. Đúng bài luôn. Nè, có gì đây không trời ơi. Nè 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 nè. Vừa nghe tiếng róc rách ở bên kia, chắc là nước nó sẽ ở bên kia đấy. Nhưng mà quan trọng nó ở chỗ nào thôi. Ăn cái donut vào. Donut dầu đấy. Rất là thơm và ngon đó. Đấy nghe tiếng nước róc rách các bạn. Không nghe tiếng nước nữa. Ở trên hay sao á? Thì đào trên có nước không nhá? Để dùng cái cúp này đào thôi. Hình như lúc nãy mình có đi qua nước đúng không nhỉ? Bên đây không có nước à? Bên đây sẽ có này. Không biết nước có chỗ nào, thôi đi bộ ra qua luôn đi. Chỗ này ghê quá. Mình sẽ làm cầu, bắc cầu đi qua. Rồi bây giờ có con nào nó bắn. Ui đây đây. Chạy chạy đã chạy đã. Rồi làm sao mà qua đây. Mình sẽ làm một cái con đường đi qua hướng đấy vậy. Tự đào đường nó qua thôi. Giờ không có gỗ nên là phải tận dụng cái cúp sắt hết mức có thể. Mình sẽ đào một đường đi qua bên kia. Cả con xương đập nó chết. Đâu ta? Xương ơi. Xương. Ơ mày mày đây à? Từ từ bình tĩnh người anh em, bình tĩnh người anh em, bình tĩnh người anh em. Mày muốn tơi đúng không? Ở đây cái này cũng khá là tuyệt này, cái đấy chỉ có cục kim cương mới đào thôi. Cục kim cương đâu ta? Sao muốn đi lấy cục kim cương mà mệt quá, vật vã ghê. Thôi đi kiếm nước đi. Mình sẽ đi kiếm nước trước. Nước là một cái thứ cực kỳ ngon lành ở dưới đây á. Lại sắt. Bây giờ thì mình không cần sắt nữa. Bây giờ mình chỉ cần nước thôi. Đấy.
Có tiếng nước róc rách đấy các cậu ạ. Cứ đi theo đường này lên có nước không nhỉ? Mình bị tiếng nước nó thôi miên quá. Ở đây ngon lành đi rồi. Ơ mà hết gỗ, trời ơi, nãy giờ mình phải làm một cái xô ấy nhỉ. Tại sao mình có thể suy nghĩ nông cạn như vậy được? Trời ơi, giờ lại phải quay lại. Đấy, chơi game mà các bạn phải suy nghĩ thật kỹ rồi trước khi làm một cái gì đó nhá. Trời ơi, game này logic vô ra. Các bạn cần phải làm một cái gì đó trước, ví dụ bây mình phải đi làm cái xô trước á. Lẽ ra lúc nãy mình cần đi làm cái xô trước, sau đó mình đi qua đây. Ai ngờ mình đi qua đây trước rồi mình làm cái xô sau. Bao giờ đang đi đâu đây? Thấy đường cụt kiếc này. Thôi đập cái này ra, tốt nhất là đừng có vào nữa. Hãy đi theo ánh sáng chân lý thôi. Zombie. Đi theo đường nào nhỉ? Cái đường nhỏ nhỏ đi vào đâu ta? Đường nhỏ nhỏ đi đi về đâu nhỉ? Ơ cái đường nhỏ nhỏ đi về đâu ấy? Đây. Trời ơi nó tối om này. Đi ra phải cắm cái đuốc vào được. Để lấy mấy cái cục kim cương rồi cũng mệt ghê. Tí nó ra một cục nữa thì thôi khóc đấy. Không còn gì để nói nữa. Trên người mình nhiều đồ vớ vẩn quá. Sẽ vứt mấy cái viên đất này đi. Thôi làm hai cái xô đi. Có gì tí nó. Mặc dù xô nó không thủng được đâu nhưng mà thôi kệ, cứ làm hai cái đi. Mốt có gì xài. Vứt cái cục đá này luôn. Rồi anh là dân chơi rồi, anh không sợ nữa. Mình đang ở sâu dưới lòng đất ấy. Lòng đất. Đấy, bây giờ mình cắm cái đuốc ở đây để cho nó sáng, tí nhớ cái đường mà chui vào nữa. Bây giờ lại phải chui lên trên kia, bạn thấy không? Đi nghiền vòng luôn. Cuối cùng chỉ vì một cái số nước đi nguyên vòng luôn. Tuyệt vời chưa? Đây, lên hứng nước nào. Rồi, không sao. Ơ, có zombie kìa. Hello người anh em. Hai thằng luôn à? Chúng mày bị nhốt đây lâu chưa? Ấy, 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 ấy. Đau, đau, đau các bạn. Các bạn chơi mình à. Lapis kìa. Tí lên lấy sau. Lapis là ngọc lục bảo đó. Thấy chưa? Sức mạnh của nước. Siêu nhân xanh. Siêu nhân gao. Và cá mập. Đó. Có nước này nó cực kỳ tiện luôn. Đào kim cương sâu easy. Đấy nhiều kim cương phết đấy nhở. Còn nữa không em? Rồi hết rồi à? Thất vọng à đấy. Úi dồi đấy. Thất vọng cái gì? Vứt cái gỗ đây. Đúng rồi, nhiều lên. Nhiều lên mấy đây? 6 cục cũng được. Không tệ đúng không nào? Xong một tí đó, để mà có cục kim cương là đào được cái đấy ra luôn nhỉ. Tiếc quá hết bà là gỗ. Ơ, giết con đấy được có dâu nữa. Tặng dâu nữa. Ở trong đấy chả có gì, vậy là bọn zombie kia nó bị nhốt trong đây mấy nghìn năm rồi. Ghê quá. Mình vừa giải thoát được nó khỏi kiếp zombie á, năm sau kiếp sau nó sẽ trở thành người. À, tuyệt vời. Chúng mày hãy cảm ơn tao đi. Mấy con zombie chết tiệt. Tầng 11 và không có gì hết, chỉ ngoài 6 cục kim cương thôi sao? Mình muốn nhiều hơn nữa. Hãy cho tôi nhiều hơn nữa đi. Con người rất tham lam nhá, thấy cái gì cũng đòi nhiều hơn ấy, mình cũng vậy. Các bạn có vậy không? Ví dụ bây giờ mình được 1000 mình đòi 2000 cơ. Giống như khi mà mình được 1000 súp mình lại muốn được 10000 súp. Và khi mình muốn được 10000 súp thì mình khi mình được 10000 súp mình lại muốn được 100000 súp. Đấy, kiểu kiểu vậy. Vì thế mà lòng tham của con người là rô con mỡ đáy nhá. Rồi. Hết đuốc rồi. Tí bây giờ nhỉ? Là người nhiều đồ quá không biết là đồ gì ra đồ gì đấy. Sẽ đi lên. Mình sẽ đi lên. Ok. Tìm cái đường khác đi. Ngoài đây còn chẳng có gì ngoài bóng tối. Chắc kiếm đường đi về chắc. Bây đi về cũng mệt đấy. Đi về đi mấy chục tầng mới về được. Ở kia. Bị ngăn cách à. Phải cần nồi. Thôi đi một phát từ dưới đây lên này. Có một cái đường đi lên tít trên kia kìa. Đấy. Đường về tốt nhất là đường vào tìm em ôi băng giá. Trời mùa đông anh vẫn đi tìm. Nhớ em trên đường thầm thì. Trái tim mùa đông. À, đây có chỗ nào nữa này.
phải đi qua xem mới được. Mình rất là tò mò, thiệt là tò mò có đi mà. Đó. Đó, cứ chơi nước coi tầng mấy đây ta. Ui chả có gì, mất công vào vôn ra lại phải đi lên. Ở lên cũng không được đó chứ, thế cơ mà kiếm đường đâu ra mà lên bây giờ. Rồi ơi là trời ơi, đây vừa lên đường này đúng không? Bây giờ mình lên đường nào nhỉ, chỗ nào cũng như nhau ấy. Đây chắc bên đây đây, xong lên đây đây, không phải à? Chỗ chỗ này nhìn lạ thế, lạc mỡ đường. Ơ cái chỗ này chỗ vừa lẫy vào mà. Thôi không ổn rồi các cậu ơi, Vũ thấy là không ổn rồi đấy. Có bên kia có không nhỉ? Bên kia có đường đi không? Ô hay, đường đi đâu hết rồi? Đây có không trời? Từ từ ba đi nhỉ, thì từ từ, từ từ đi kiếm chỗ, từ từ đi, tôi muốn chết quá. Thôi từ từ gì, đi khám phá nốt đi nhỉ, mà dưới đây cũng còn gì khám phá đâu. Trời ơi từ từ đi, từ từ đi, từ từ như nào, có thuốc độc không hay có zombie không, đến hiếp tôi đi. Nghe tiếng tịch tịch đó, thôi đây từ từ phát đây. Ok dù sao nó không còn gì nhá, mình sẽ về mình cất những cái thứ cần thiết đi, một số món đồ cần thiết này, chắc còn sắt, sắt để nung lên cục bồ này, nhà thì đầy gỗ ra, ớt yếc các thứ, đồ ăn đồ yếc cất hết vào nhà, gà thì đang luộc dở. Rồi mình sẽ tái tạo lại cái ruộng một tí. Ok trời lại tối rồi, đi tí trời tối luôn, phải cả nồi thật. Vũ lít đẹp trai đã cố bơi trong dung nham này mà. Cất kim cương đấy nhỉ, cất rồi. À làm cái cúc kim cương đây nhỉ, cái cúc kim cương cần làm rất là tiện cho mình nhiều nhiều việc, thế nên là phải làm sớm nhé các cậu. Đâu rồi ta, đấy ok cái cúc kim cương đấy, để đào mấy cái thỏi bảy màu á khá là tiện. Rồi đi ra nào, ok đấy. Mục đích của mình là đi xuống dưới địa ngục để lấy cái miếng này chưa, để làm cho đẹp rồi thôi. Thấy chưa, đẹp vồn chưa, thác nước đó. Còn gì để cãi không? Bây giờ mình sẽ xem thu hoạch được quả cà rốt rồi chưa. Rồi ra được ba củ, lại trồng ba củ. Cái vườn này trồng cho đẹp thôi chứ. Ơ sao không trồng được nữa rồi? À quên, phải phải bỏ lấy hạt mới trồng được, quên. Cứ bị quên mấy cái này nhá. 2 3 4 5 6. Vậy là một cây có thể, một cây có thể trồng được 6, 6 và 6 cây có thể trồng được 10 18 à. Ghê vậy. À 1 6 nhân 6 36. Ủa. Vậy 6 cây có thể trồng được 36 à. Cũng được phết đấy nhỉ. Nhà mình có mấy khối đồng này. Quên, mình sẽ xem lại một tí nữa về mấy cái món đồ ở trong cái game này, bởi vì lâu quá mình không chơi á, cho nên là mình cũng không nhớ lắm. Để xem nó có những cái gì nào. 36 trang cả thầy. Có mấy cái đồ gọi là ghế ngồi ghế nhất à. Chắc là mấy tập sau mình sẽ ngồi mình làm tiện thể làm mấy cái xe nữa. Một trò này làm xe sướng, chạy sướng lắm. Có cả Lucky Block này. Ô vậy nó bị mất map không ta? Hình như là có mất map rồi. Chán đời quá. Rồi bây giờ sẽ đun mấy cái này lên nhỉ. Đun lên chứ để làm gì đâu. Bây giờ mình có rất là nhiều sắt rồi, level cũng cao nữa. Cắt bớt sắt đi, full sắt rồi.